Hôm trước chị có lỡ nhà đúng không chị? Đúng là nó chỉ chút xíu cho chị luôn. Cho đủ 8 phút rồi. Để cho thầy nghỉ. Bây giờ là chị Hồng Vân. Ủa nãy đi xe giờ đi bộ về chứ. Không, giờ đi xe chứ. Đi bộ về đi chứ. Rồi vô thắp hương cho thầy xong rồi chị đảo về nhắc xe đến chị ơi. Dừng lo đảo về rồi. Sau khi mà chị Hồng Loan tắm thắp hương trời ơi xuống quay không được cái gì. Ở đây quá trời rồi. Nãy hỏi quá trời đó. Hết rồi. Có chị thấy ba bé chăm sóc gì tốt không? Hồi biết rồi. Có vệ sĩ đâu nữa. Trời ơi chị Loan bắn bưởi bao nhiêu ký xài nhiêu ký. Qua lấy giúp đỡ luôn chị. Hết luôn rồi, hết hàng luôn rồi, trái hàng. Bữa hết hàng mà, hết hàng. Bánh ú là hết rồi, đặt nữa là bum nó trốn luôn. Sữa nó không làm cho bơm. Ủa chị nói chị bán bánh ú hả? Một năm hả? Bơm bán bánh ú. Nãy chị nghe nói là 1 chục 15 phải không? Vậy đặt em ít đi. Chục mười lăm có đặt rồi nhưng mà không có thì anh bỏ anh đặt ngay chục anh chia lại cho cô 10. Bữa đó anh lấy 10 thôi còn nhỏ cho cô 10. Thì bà con của bác ăn thử đi rồi năm sau nếu mà ngon thì năm sau ủng hộ cho bung tiếp giùm. Không cái này làm mà làm quà được mà. Cái này ăn quà được đâu phải ngày mùng 5 đâu. Coi làm đâu trời. Mình đặt người ta làm hoài hả? Đúng rồi. Mình đặt người ta làm hoài. Không ngán đâu cái bánh này. Mùa ăn vậy mà nó ngon. Cái bánh này khó. Bánh này khó ngán lắm. Bánh này khó ngán lắm. Chị nay mình còn bánh xoài không chị? Xoài hết mùa rồi mới ngon. Có nãy đem lên được vài trái là ngon nhất hả chị? Bán thôi mình dự định bán sầu riêng đi chị. Không, ăn gì được. Vậy bán sầu riêng với bánh khương dừa đó. Không biết khui. Không phải. Sầu riêng mới chọn mà Đà Lạt Lâm Đồng. Chị mới chọn người bánh khương với chị chứ. Không phải chứ. Ngon thật lắm, ngày không có chỗ để nữa. Lại để đó ngay mắt chịu nổi. Ra bóc muối vô bóc muối. Lụm hết. Lụm hết luôn. Bánh nhà mua sầu riêng là mua dừa. Trời ơi mời kẹo lại kìa. Ăn đi con. Một vỏ đây nè. Vỏ. Vỏ rồi lát nó xin nữa không có rồi nó buông đi dặn á. Ăn đi con. Rất là dễ thương với chú chị. Rất là tuyệt vời. Bữa nay được chăm sóc đặc biệt ha. Nói chung là chị bây giờ giống như là hồi nãy bé nào khen không con Hồng Loan chắc đâu. Ai khen đâu, đẹp gái. Bé Ngọc đúng không? Bây giờ nè. Nè bé hỏi cô ơi cô xài kem gì cho con cắn cho cô dưới đó nè con đó. Không? À, cáo luôn. Cáo luôn đó. Cô cáo luôn vậy. Cắn gì mà sáng thế. Chị đang xài cái gì đó để cho biết sao không? Để người khán giả biết chị đang xài cái gì đó. Người, thì Hồng Loan uống nước thì nói Hồng Loan đâu uống nước luôn đi. Cái đang xài nói đây. Cái nhà thấy chị Hồng Loan này càng ngày càng đẹp không? Đẹp như hoa luôn á. Đám tang á chị. Nghĩa Trang mà chị. Hồi sáng đám tang của thầy Minh Thiện cũng gần hết. Ờ đúng rồi. Ở đâu ha? Đây là sáng đám tang chung năm nhà đám tang 500 mét à. Xong rồi. Rồi xong rồi. Sáng đám tang đó. Chạy xe lên chị ơi, đi bộ. Xe hả? Đi bộ đi bộ. Đi bộ thì tôi được mà. Ngay chỗ nhà kiến, ngay chỗ gánh có nhà mà ngay chỗ hằng Đức nhà kiến ở đâu đâu có nhà. Cầu siêu á. Xa lắm. Đi bộ ấy chị. Xa nhà tao. Đi bộ đi cho qua đây. Ở bên đó có nhiều đó chị ơi. Có hả? Dạ có. Đi chạy. Chị ơi có hương nè. Bên đó có. Lấy hương luôn, cầm hương theo. Ở đây với ngoại đi. Thầy gì? Minh gì? Thầy Minh Thiện. Đi. Ơi. Đi xe không chở đi. Ta đi bộ rồi đi xe. Bỏ đi. Ai hả? Ai? Đi bộ rồi. Đi bộ cho người ta quay đủ 8 phút rồi. Đúng rồi, cho người ta quay đủ 8 phút rồi. Bây giờ là chị Hồng Loan đi lên thắp hương cho sư Minh Thiện của chú anh chị. Sư Minh Thiện là người đồng hành cùng sư Minh Tuệ trong 3 ngày. Ê lộn đường á nghe, coi chừng lộn đường không đoán ơi. Đi xe hả? Đi xe hả? Mấy mình đi lùi đuổi theo đi bộ nhanh nhanh nè.
Dạ, sư Minh Thiện mới cho người khác. Rồi bây giờ là chị Hồng Loan lên sư Minh Thiện của chú anh chị ơi. Và chị Hồng Loan sau khi mà xuống mộ của Minh Thiện. Trời mưa rồi, cái này bây giờ là quay về mộ của chú Minh Thiện. Chú Minh Bá Loan ơi, đâu? Mùng năm nhanh quá ha, mới đây nữa năm rồi. Trời mưa rồi. Mưa nữa hả chị ơi? Trời qua bên hình á. Chị ơi, quay mưa nữa rồi. Thôi trời. Ủa sao giống vỡ cái camera sao quá chị? Bể rồi, cái vỏ thôi. Để kiếm. Nó bị nứt thôi. Nứt thôi à? Thôi. Đúng rồi, luôn rồi. Đấm rồi. Ngồi luôn. Nhìn xong mới nhìn. Con đi ra cho khác con, để cho. Con. Ai bấm liên tục. Con nhớ nhìn bên em với nha. Nhìn quá cao, bạn không nhìn chụp ảnh con bé này, thiếu khác. Rồi để chị nhìn đều rồi. Nhìn đều đều qua đây chứ. Một tấm đó chị coi trên đó tấm nào. Có một kiểu màu mà chụp mà cả trăm tấm á. Rồi. Nữa tiếp luôn. Nhiều tấm đâu cho chị về chị lại ơi, về lửa 4-5 tấm quay lưng đừng quay lưng dễ cắt nữa 9-10 bùi đầm già xì trời ơi sao tiếp gì kệ vậy trời ơi xì rách rồi anh đếm gì mà anh đếm cái gì mà sao mà 24 lá nữa trời ơi chị đầm già xì rách dưới thắp phương chị về sớm vậy chạy không kịp ngoại với ở dưới chị thôi mình thăm thầy xíu thôi để thầy ăn nghỉ chứ cũng mới nằm luôn á đi thôi. Đây thăm ba chủ yếu mưa rồi nay chị lon xuống mưa luôn biết không bây giờ là chị lon ra về hỏi cái ba gì với con không kìa Quay chú đen dùng cơm đưa cho chú anh chị cơm chay lâu chuẩn bị đồ chay cho chú quá chị để chị mà có gì đâu chị lên tivi có sao đâu mà chị không cho xe đậu bên đây chị ơi xe đậu bên đây nè không phải bên kia chị còn nói nhỏ với ba nữa rồi chị kêu chú về chung rồi rồi kêu rồi nãy kêu rồi rồi cả nhà ơi chúc mọi người mùng 5 tháng 5 vui vậy ơi đó thấy vui đó mày lồng sổng nhất nha sáng giờ là mày lồng sổng nhất á cái nhà mùng 5 tháng 5 vui vẻ nha nhà má mùng 5 tháng 5 có đi đâu không đi mừng thôi chứ mình không chúng một chỗ mình bé đi mình anh về má ơi má không ơi đang gà má đang gà đổ chị Lon về hai con chú chị ơi chị có còn trống chỗ cho ba đứa đi luôn rồi chị đi Minh này Minh đây luôn đi Minh đây ở đây đi về luôn đi đóng cửa lại lẹ chị Lon ơi chị ơi chào chị ơi cảm ơn chị nha chị nha trời. Lon về rồi con chú chị ơi. Anh nói cậu đúng thiệt không? Ủa tưởng anh lên. Đóng sát cửa thôi. Chị Lon về rồi. Bây giờ mình quay trở lại mày. Rồi bây giờ còn mấy chị là đang còn đâu mày à? Ủa mấy chị không về hả? Chạy Phan để em đi trước nữa. Rồi chào chị Trang nha. Để em đi trước. Ủa sao chị Hảo này lâu lắm mà không thấy chị. Gia đình đi xe về nè con chú chị ơi. Em chung nữa mở cho Trang lại rồi. Rồi
rồi lên lên hết luôn. Chưa chưa. Bé mẹ có đi không con? Hai đứa lên. Ờ hai đứa lên luôn đi. Ô mình lên xe hả? Bye bye chị nha. Coi ai có lên chỗ trống lên luôn đi. Rồi lên đi. Rồi, xe huyền thoại Nhi rồi coi chú anh chị ơi. Chị chưa cúng tài nhan mà. Gì? Tài nhan rồi. Chưa. À, như ổng đói bụng rồi coi chú anh chị ơi. Nên tự nhiên đang cúng. Chị Loan mới vừa lăn bánh xe, anh kêu tắt máy đi vô ăn cơm nè. Nhan còn hơn một nửa cây mà ông kêu vô dùng. Trời ơi. Trời mưa lâm châm rồi. Rồi chú đang dùng nè, giờ mình ngắt ra. Rồi chú anh chị ơi. Có 7 bánh xèo nữa kìa. 7 bánh xèo nữa. Ủa 5 cái hả? 5. Không có bị 7 bánh xèo đâu. Phải 5 mới được. 5 rồi, 5 mà. Còn Yến nghỉ. Rồi coi chú anh chị ơi. Rồi bây giờ là mọi người xin chú đeo cái mâm cơm chay xuống coi chú anh chị ơi. Dùng luôn nha. Đó coi chú anh chị ơi. Rồi bây giờ là mời mấy anh em nha, dùng nha. Dùng lấy lọc đi. Rồi mấy anh em đang đi đem biên đại diện mời đi. Mấy anh em nào ở đây nè. À, dùng lọc cậu thì vô ăn thoải mái nha, đừng ngại nha mấy anh em. Coi nhà mình đi. Rồi tắt máy đi. Rồi mấy anh đang đi em qua em quay mẫu cậu. Rồi cho mấy ảnh ăn thoải mái đi, mình quay. Rồi cho mấy ảnh quay thoải mái đi, mình chưa đủ clip mà mình cho quay. Ủa, sao cây vậy? À, tại nhiên thỉnh thì thỉnh hết, chứ thỉnh còn có hai trái để lại trời. Ủa, ai vậy? À, bưng xuống luôn đi. Bưng xuống luôn đi. Cho là hai trái cam đi. Đúng rồi. Tại nhiên thỉnh thì thỉnh hết, đi thỉnh. Ủa mà ai thỉnh cái dĩa này kìa? Trời ơi, gì kỳ vậy? Để thỉnh thì đem luôn cái dĩa xuống. Em còn có hai cái để đây cô chú anh chị. Trời ơi. Đó, bữa nay là chị Hồng Loan lên hết cô chú anh chị. Trời hoa này hoa thiệt nè, nhìn cái màu y hoa giả luôn hả? Thăm cậu nè, trước tiên là thăm cậu đúng không? Sau nữa là đi thắp nhang cho sư Minh Thiện. Đúng rồi. Cô chú anh chị ơi. Nãy là chị Hồng Loan lên thắp nhang cho sư Minh Thiện mà chị thắp nhanh lắm. Lên chị hấp một cái rồi đi về liền. Chị đi về liền, chị nói để cho thầy sư Minh Thiện ăn nghỉ. Chị lo. Có nhiều anh em mà đi lên không kịp luôn á. Chị hấp cái là chị mà, không kịp quay luôn à. Chị nói thôi để cho sư Minh Thiện nghỉ ngơi. Chị lo nghỉ cô chú về nhà chơi rồi. Lần nào lên là chị cũng kêu ba ơi về với con mà. Rồi bữa nay chị lũ con năm về nhà chơi rồi, một chút ai có xin gì xuống nhà cậu xin nha, cậu đi về dưới đó. Bữa nay là chị Loan là cúng mùng 5 tháng 5 sớm cho chú Vũ Linh cô chú anh chị. Tới đây thì cái video của Hiền Tiên xin kết thúc. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có buổi chưa tốt lành thì đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiền Tiên luôn đồng hành cô chú anh chị trong những cái video sau nha.